Em chào mọi người. Chào tất cả các anh em đam mê audio trên toàn quốc và đặc biệt là những anh em đang luôn có mặt đồng hành ủng hộ trên kênh của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Thì quay trở lại với ngày mới và công việc đam mê và yêu thích của em. Hôm nay là Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024. Em xin chúc tất cả các anh em đang có mặt trên kênh và tất cả những anh em đam mê trên toàn quốc ngày cuối tuần bên cạnh gia đình nhỏ của mình hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe, an lành. Thì đi vào kênh của em thì như thường lệ sẽ có một cái trò chơi game show mini nho nhỏ và trước mặt điện thoại của em đây để các bác vào tương tác xả chat cũng giống như là nhận quà không đồng, là một đôi loa Victor đây các bác. Thì đôi loa này thì rất chi là trắng trẻo và đồng thời nữa là vuông thành sắc cạnh, em đã test và các bác chỉ về gắn âm ly vào để các bác nghe thôi. Và đồng thời là một tờ vé số mới quá nhá. Em ghi ngày mùng 2 tháng 7. Hôm nay mùng 7 tháng 7 là sang 5 ngày. Thì khi các bác đoán trúng ba số cuối rồi thì em sẽ dò luôn là các bác là người nhận quà một đôi loa. Và em sẽ dò vé số nếu trúng được giải nào nhiều tiền, dao động từ 100k cho đến 2 tỷ đồng thì các bác đều được hưởng là 50-50. Trong đó có em là 50-50 các bác nhá. Thì đây là về cái bảng phát tài phát lộc của em này. Đấy, là có số điện thoại quen thuộc mua hàng nhanh nhất 0345 848 234 và thông tin cơ bản của em để các bác liên hệ cũng giống như là chuyển khoản. Thì để hợp lệ với trúng quà không đồng cũng giống như là trúng số để gửi đi mọi miền tổ quốc cho anh em thì đi ngang qua kênh của em ở trên YouTube, Google hay các trang mạng nào khác, các bác nhìn thấy được vào bình luận chung cùng với anh em trên mọi miền cho nó vui. Đấy, quà thì nó cũng không có cao sang gì cả nhưng mà đó là cái vui gửi gắm cho anh em thôi. Anh em đam mê vào xem thì xả chết. Thì em sẽ gửi đi không đồng cho các bác. Nếu đoán trúng thì cho em xin một nút đăng ký. Và đồng thời là ấn chuông ở bên tay phải màn hình TV, điện thoại, máy tính, laptop của các bác. Để mỗi khi đăng tải lên video là các bác sẽ nhận được vào xem những cái món gì mà hợp với các bác. Cũng giống như là làm được công việc, cũng giống như là sử dụng được. Ok, giá cả hợp lý thì các bác mua ủng hộ em. Đấy thì ngày hôm nay là sang ngày thứ năm rồi, em sẽ gợi ý cái tờ vé số của em có ba số cuối các bác nhá. Trong đấy là có một số 4. Đấy, các bác dựa vào đấy để các bác đoán cho nó nhanh, để cho nó chuẩn và đồng thời nữa là dựa vào những bình luận của anh em khác. Để ngày mai thì nếu hôm nay có ai trúng thì em đã gợi ý như vậy để ngày mai em gửi phần quà này đi cho các bác nhá. Chất âm của Victor, tiền thân của GVC và cho một chất âm là ấm và chi tiết. Đồng thời nữa là loa là vuông thành sắc cạnh để cho làm cái kỷ niệm giữa anh em chúng ta các bác nhé. Đấy thì phần quà trước mặt điện thoại của em thì chỉ vậy thôi. Em xin qua để đi vào video bán hàng các bác ạ. Đấy thì đi vào video bán hàng của ngày hôm nay thì vẫn như là mọi ngày. Em xin cảm ơn tất cả các anh em. Ngày hôm qua em đang cày về Onkyo cũng giống như là đề nông. Thì em lên những cái số loa Onkyo của ngày hôm qua ấy, thì ông anh ở Hải Phòng và đồng thời nữa là một ông ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Hai ông là lấy hết tất cả loa 5 đôi, 6 đôi ở trên trên video ngày hôm qua thì lấy hết rồi. Thì ngày hôm nay em test sang đầu các bác nhá. Và một ông là ở trên thành phố Hồ Chí Minh lấy đi cái máy tính, cái laptop nhỏ mini để về ngâm cứu cũng giống như là sử dụng. Thì một lần nữa cho em gửi lời chào, lời chúc, chúc tất cả các anh em luôn thành đạt và đồng thời kiếm thật nhiều tiền để thỏa sức mọi cái đam mê zin của mình các bác nhá. Thì đi vào video ngày hôm nay em lên cơ số là đầu về Onkyo đèn nông, một số loa thôi với lại súp. Thì các bác đi vào video và một bộ dàn chung có những màu nào mã nào mà phù hợp với các bác đem về nghe nhạc, trưng bày, giữ gìn, lấy cái hàng Nhật cũng giống như là vọc vạch nó thì hú em. Mã số 1 các bác này, mã số 1 em lên một con táp các bác nha. Con táp này là con táp đứng các bác. Đấy, táp này là táp đứng không có CD. Đấy. Không có FM. Con táp này là của Nationa các bác nha. Đấy. Đây là Red này, xích tốt này, Red này, Fly này. Sao lưu đấy, đây là loa các bác này. Đấy. Bên này thì có cổng là DC là 6V các bác nha. 6V in. Đấy. Thì đây là bên này là đường sau. Sử dụng điện 100V. Đấy, 100V của Nationa RQ3 số 2 các bác này. Đấy. Và đây là bên này là dây nguồn. Dây nguồn này là dây nguồn số 8 các bác nha. Nhưng mà con này ấy là dây nguồn nhỏ hơn cho nên là em không có dây nguồn này. AUX in các bác này. Đấy, có cổng AUX này, mic này. Đấy.
Đây đây là volume, đây là chỉnh ở chế độ đấy. Đây các bác, mã số 1 này. Con này thì là rất rất chi là cổ rồi bác nha, lâu rồi. Size con này chỉ 20 thôi, 21 thôi. Rất chi là nhỏ gọn. Đây các rồi em chưa test này, chưa có dây nguồn các bác nha. Đây là cửa táp. Con này 350k em bao ship con này. Con này rất chi là cổ rồi. Đấy. Chỉ 350k các bác về thì em ra thợ tân trang lại, lau chùi lại là được. Đẹp luôn. Mặt phay rất chi là đẹp, dòng rất chi là cổ của Nationa. Đấy, một cửa băng, một loa có quýt. Chây nguồn chưa có, em chưa test được. Đấy, các bác về lấy về xong rồi đem ra thợ lau chùi, tắm rửa sạch sẽ đem về trưng bày và nghe, rất chi là nhỏ gọn, rất chi là đẹp các bác này. Con này mà có thích hợp thêm là FM 108 mới thì ngon. 350 các bác. Em lên mã số 2. Mã số 2 ngày hôm nay em lên 5 con loa các bác nha. 5 con loa của Onkyo. Đấy. Các bác có thể là dùng treo quán này. Dùng có thể là quán phở, quán cà phê, nói chung như vậy, nhỏ vậy thôi nhưng mà cho chất âm rất chi là hay. Về phần ngoại hình thì tất cả là vuông thành sắc cạnh, được bịt đề can giống như thế này các bác nha. Đấy thì trong này có 5 chiếc, các bác liên hệ Zalo với em để em gửi cụ thể cho các bác. Dòng này là của Onkyo, model là DLX1 30W. Chìa khóa là 6 ôm của Malaysia sản xuất các bác. Đấy. Chiều cao của con này thì hơn 10 thôi, để như vậy các bác nha. Chiều ngang này thì tầm 10 và hầu sâu này là hơn 10. Hai tổng thể 5 con. Mã số 2 200k một con các bác này. Em lên mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu này của Onkyo. Con này đầu rất chi là cao các bác nha. À, có ổ cứng là 1. Có HDD là 2. USB là 3. Đấy. Con này của Onkyo là NX 10A các bác này. Con này có menu, có AUX, có đầy đủ các công năng, là một hệ đời rất chi là cao các bác. Đây. Hàng là zin nguyên bụi đã đẹp rồi, chưa lau chùi gì cả. Cái này chỉ cần can thiệp thêm tắm rửa một tí xíu nữa là rất chi là ok các bác này. Cổng len này, cổng video này, đấy. Loa này, đấy. FM này, các line nghe nhạc này. Đấy. Con này là sử dụng điện 100V và con này 70W các bác nha. 70W này. Một cái đầu mã số 3 là đầu ổ cứng của HDD của Onkyo. Rất chỉ là ít gặp ổ cứng của những dòng mini thì có nhiều nhưng mà Onkyo rất ít các bạn ạ. Em đã test AUX chạy ok. CD này, USB này. HHD là em chưa test. CD em test chạy ok. USB, HHD là chưa test các bác nha. Hai con này có menu, các bác có thể sao chép nhạc vào, không cần phải nghe qua điện thoại, không phải cái gì nữa. Nghe qua ổ cứng cũng ok. Nghe qua USB điện thoại cũng ok các bác nha. Mã số 3 các bác. Tình trạng là CD chạy ok, không kén đĩa AUX ok. USB HHD tha hồ mà nghe nhạc. Không dây. 1 triệu tư em bao ship các bác này. Các bác cứ nghiên cứu dòng này nhá. Em lên mã số 4. Mã số 4 thì em lên một con của Đền Ông. Đèn ông này là đèn ông của MEA 55 các bác nha. Mặt mũi đây. Em vừa bê từ trong kho ra của chiều hôm qua. Trước khi đóng gửi hàng đi cho anh em. Là vào cái công việc đi test. Kiểm tra. Đấy, test nghe nhạc. Rồi bắt đầu là lên video, ghi số lên video. Con này là MEA 55 DVD. Sử dụng điện Nhật là điện 100V là 70W các bác nha. Dòng này chở khoáng là 6 cho tới 16 ôm. Đây các cổng video, các cổng của 3.1, 5.1 và line nghe nhạc. Optical các bác. Optical hai cổng. Đấy. Con này rất chi là đẹp các bác này. Đẹp hơn con trước nhiều. Con trước em bán cho ông anh thợ ở ngoài Bắc. Con này thì đẹp hơn nhiều. Vuông thành mà sắc cạnh như mới. Nguyên bụi. Tình trạng em đã test các bác này. CD là không chạy các bác nhá, đứt dây của loa rồi, nó in re. MD là ok, cái dòng đàn ông này cái mắt CD nó cũng lành thôi. MD chạy ok này, AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop và điện thoại này, có thể gắn thêm Bluetooth.
FM là dòng đời nông là full tần số 108, dò ở trên máy và nghe trên máy luôn, gắn anten vào là nghe. Bát check là âm 10 và cộng 10 chỉnh trực tiếp ở trên máy. Dòng này là nghe đa thể loại dòng nhạc, cho chất âm mini siêu hay. Mã số 4, 1,1 triệu em bao xíu các bác này. Đầu này nặng, có thể nặng 9 kg các bác nha. Dòng DVD này nó nặng lắm các bác. Ê, mã số 5 các bác này. Mã số 5 thì em lấy một cái vali này. Vỏ của này là tất cả là sử dụng ở bên Nhật hết. Cái này là bằng kim loại. Cái này thì không biết là nó là bằng bằng nhôm, nhôm đúc hay là nó là bằng chất liệu gì mà giống như nhôm. Tức là bên ngoài thì giống như nhôm đó các bác. Đấy. Em thì em lấy về để em sử dụng. Đấy, nhưng mà em mua một cái về để em sử dụng, nhưng mà tiếc rằng là chưa được sử dụng ấy, thì về khi mà họ gửi về cho mình ấy, là cái khóa này các bác này. Cái khóa này bấm ở chỗ này xuống. Đây các bác nha. Bấm ở chỗ này xuống này. Đấy, là nó không xuống được. Cho cái chìa khóa vào đây. Còn bên này là số này. Số là các bác cài này. Thì con này là về phải em thanh lý các bác nha. Về phải ấy lại này, phải chỉnh lại cái khóa này, không biết là bị rít hay bị sao này. Còn bên trong này là toàn thân bọc bằng da hết. Đủ để cho những các nhà đi bỏ tiền này, cũng giống như là đi công tác này đây. Rồi đi du lịch này. Đấy, bằng da hết, bọc da hết các bác nha. Ở bên ngoài là bằng nhôm. Em lấy về để em lâu lâu em có sau này có tiền để em đi du lịch với đi ấy, em lau chùi đi rồi em đi, nhưng mà tiếc rằng là cái khóa này nó bị như vậy rồi. Phải về phải ra ngoài thợ sửa khóa để kiểm tra lại, để tân trang lại cái khóa các bác nha. Em thanh lý này. Khóa hư. Đấy, cứ cho là khóa hư đi. Đấy, còn cái hình của nó là như này. Đủ được một cho ông một đi công tác. Ừ, cái đồng này thì chắc là xài muôn đời các bác. Không thể hư được nha. Mã số 5. 400k em bao xíu các bác này. Các bác về thêm mấy chục ngàn nữa, với lại trăm hơn trăm nữa sử dụng cho em cái này. Ở đó thì là ở cái này thì là ít, rất là ít bán các bác. Đấy, có những người có thể là mua được, nhưng mà chắc là họ đi hay đi nước ngoài họ mới mua được thôi. Vỏ này xịn đúng không ạ? 400k các bác này. Em lên mã số 6. Mã số 6 em lên một con đầu của Onkyo 905 các bác nha. 905, nguyên zin và nguyên bụi Nhật. Chất âm hay về Onkyo. Onkyo này đời gần cuối các bác nha, 909 là cuối, con này 905. Mà mắt in của Japan, sử dụng điện 100V. Con này công suất 45W. Đây là cổng trừ U, cổng súp này. Giác loa này, 4 cho đến 16 ohm. Các like nghe nhạc. Mã số 6 này các bác này, em đã test ok này. Các bác chỉ về gắn vào là chỉnh chế độ chức năng là nghe nhạc thôi. Có hệ thống chỉnh bắt chắc trực tiếp ở trên máy này. Vô lăng volume là nghe hai loa này. Đấy. Dòng này chất âm khá chi tiết, kết nối được rất là nhiều các cái chức năng như là CD, MD, Linh này, Tab này, Linh 1, Linh 2 này, rất là nhiều các bác nha. 1,5 triệu em bao chip này. Em xem mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay thì em lên một con của CD. CD 705 các bác nha. Mấy cái dòng này thì optical size 20 thôi. Optical là hai cửa đây các bác. Đấy, sử dụng điện 100V của Japan sản xuất. Đây là line lấy tín hiệu AV. Anh em về mở nắp ra lau mắt lại các bác nha. CD chưa chạy này. 300k em bao chip này. Em lên một cái đầu test các bác này. Mã số 8, một cái đầu tép của CRL600 này, 600. Chất âm hay các bác này, chất âm của tép này. Sử dụng điện 100V, con này 50W các bác nha. Trở khoáng là tép này, dòng tép này là 6 ohm cho đến 16 ohm. Đây, optical. Cổng súp. Đấy các bác. Con này em đã test này, AUX chạy ok, CD là không chạy các bác nha.
có chế độ chỉnh bass chất trực tiếp ở trên máy, nghe đa thể loại dòng nhạc. Dòng test này thì là dòng cũng hơi hiếm và đồng thời giá thành cũng hơi đắt, và chất âm thì khá chi tiết. Đấy. Em đã test ok, 1,3 triệu em bao ship các bạn này. Đối với dòng test thì nghe chất âm nó rất là hay, anh em chưa sử dụng thì nên sử dụng nhé. Em lên mã số 9 này, ngày hôm nay em lên tiếp tục đầu Onkyo CR185 này, cho anh em, những anh em thích những cái dòng này thì các bác vào các bác lấy nha. Rất nhiều anh em trên mọi miền tổ quốc thích cái dòng của 185 này. Japan sản xuất, sử dụng điện 100V điện Nhật 40W, chở khoáng là 4 cho đến 16 ohm các bác nha. Đấy, các line nghe nhạc optical chỉ có out không có in. Mã số 9, hàng nguyên zin và nguyên bùi. Em bán 480k em bao ship các bạn này. Em lên mã số 10. Mã số 10 em lên một cái đầu của Onkyo FRV77 các bạn nha. Trước màn hình điện thoại của em đây. FRV77 made in của Japan, sử dụng điện 100V 55W các bạn. 4 cho đến 16 ohm và các line nghe nhạc. Optical là hai cổng bao gồm thêm cổng chuốc các bạn. Đấy, máy hôm nay là bụi là các bác lau gái là xong hết luôn các bạn này. Chút xíu can thiệp, chút xíu cana vào là đẹp luôn. Rồi con này là qua vận chuyển là mất một cái nút chỉnh nhạc này các bác nha. Tình trạng là chỉ chạy AUX, CD, MD là không chạy. 750k em bao ship các bạn này. Đầu này nặng khoảng 7kg. Em lên mã số 11. Mã số 11 em lên một con bộ đôi bao gồm DVD âm ly của Denon 5.1, có model là 310 các bác. Đây các bác. Các bác đang sử dụng nhiều loa thì lấy về gắn nghe nhạc. Optical, in và out, cả âm ly, cả DVD, video, sử dụng điện 100V. Đây các bạn, sử dụng điện 100V, 70W các bạn nha. Mã số 11, một bộ đôi các bạn này, 1.400.000 đồng em bao ship này. Các bác có loa 5.1 thì về chỉnh con này nghe. Center này ok này, chụp rao này, chỉnh nhạc này, chụp ao này. Rất chi là cụ thể và chi tiết từng loa một. 1.4 triệu em bao ship. Em lên mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay em lên một cái đầu đứng này của Onkyo A70E2. Đây là bụi các bác nha. Cái này con này rất là đẹp đấy. Lau chùi đi một phát là đẹp cực kỳ luôn. Japan sản xuất, Onkyo, sử dụng điện 100V 48W, bao gồm thêm cổng súp này. 4 đến 16 ohm này các bác này. Đấy, cái này là cái loa dây anten này. Em để vậy luôn, em gửi cho các bác luôn, các like nghe nhạc này. Bụi đây các bác nha, bụi keo. Con này màn hình xanh, có em đã test này, MD chạy ok, AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop, điện thoại. Giáp em là full tần số 108 chỉnh như trên máy, bắt chắc là âm 10 của cộng 10 chỉnh trực tiếp ở trên máy, nghe đa thể loại dòng nhạc. Mã số 12, 750 em bao ship các bác này. Lau chùi đi cái đẹp tuyệt vời. Em lên mã số 13. Mã số 13 em lên một cái đầu của Onkyo B7 các bạn. Onkyo B7 này sử dụng điện 100V 56W các bạn nha. Của Japan sản xuất, có tích hợp thêm cổng súp để gắn súp điện 4 đến 16 ohm và các line nghe nhạc các bạn ạ.
Dòng audio này thì nó cũng giống như kiểu mini đó các bạn, cứ quanh quanh loại quẩn quẩn cứ đi đi lại những cái model này. Những anh em nào hợp với model nào cũng giống như là thích về chất âm của model nào thì ưng thì ủng hộ em. Liên hệ em số điện thoại 0345 848 234. AUX các bạn này, con này là CD MD không chạy nhá. AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop, điện thoại. 690k em bao ship. Em lên mã số 14. Ngày hôm nay em lên một con âm ly. Âm ly này của Ongio, có model là R810M các bác nhá. Đây con này là sử dụng điện 100V 80W các bác. Chở khoáng là từ 4 đến 16 ohm. Rất nhiều các line nghe nhạc. Con này như một con âm ly thực thụ và các rất nhiều line nghe nhạc cũng giống như là chất âm hay. Đây các bác, đây là chỉnh bắt chắc này, volume vô lăng ở trên này. Đấy. Con này là hát rất là bé các bác nha. Về kiểm tra lại về dây nguồn dùm em. Em thanh lý này, 1,3 triệu em bao ship các bác. Size con này size khoảng 25. Con này bình thường chạy ngon lành gành đèo. AUX thì giá thị trường khoảng hơn 2 triệu các bác kiểm tra giùm em cả. Em lên mã số 15. Mã số 15 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của AUX gạch 1. Đôi loa này nhìn rất đẹp các bác này. Đấy. Màng bằng giấy viền vải tẩm dầu. Chiều cao khoảng 27 các bác nha. Chiều ngang khoảng 18, hậu sâu hơn 20. Tính cả e căng. Em quay mặt sau này. UXB1, chở khoáng là 4 ohm, 21W, 42W một cặp các bác nha. Dòng Victo công suất rất chỉ là vừa phải, không có cao. Đấy, con này em đã giống như là hạ giá hàng rất ít trên thị trường. Em đã hạ giá cũng đến mức tối đa và cộng thêm bao ship nữa. Nhưng mà có rất nhiều anh em vào trả giá cho em 600.000 bao ship nữa thì thực tế em không bán được. Bởi vì em không lời được như thế các bác nha. 700k em bao ship các bác này. Mã số 15. Đây là đôi căng bằng nhung lụa này. Ai đã từng sử dụng đôi loa này rồi thì cho em bình luận này. Em lên mã số 16. Mã số 16 còn đôi test. Đây các bạn. Rất chi là chất lượng. Mặt đẹp. Dòng test này là chữa khoáng 6 ohm hệ 2 quay các bác nhá. À, không thấy đĩa công suất. Chiều cao dao động khoảng 26-27. Bằng loa ngang ngang ngửa như loa Ongio các bác. Màu đen nhìn rất là đẹp. Mặt mũi bằng xanh, màu xanh xanh. E căng bằng nhung lụa rất là mịn màng đây các bác. Hàng thuộc vào dạng cao cấp. Em đã test ok các bác này. Đôi loa cho chất âm chi tiết chất lượng. Mã số 16, 1 triệu em bao ship này. Em sang bên mã số 17. Mã số 17 ngày hôm nay thì em lên một bộ của Bioner các bác này. Bioner này là Bioner 710. Đây các bác. Bao gồm 5 thớt rời cáp các bác nha. Đấy. Thùng vách như thế này, thùng vách này bằng nhựa cho nên là vuông thành sát cạnh. Loa cũng giống như là đầu đẹp. Đấy, tình trạng là bị mục viền, em sẽ thay gân các bác nha. Và đồng thời nữa là em đã test này, CD chạy ok, MD chạy ok, xin lỗi các bác, TAP chạy ok, AUX chạy ok các bác nha, chạy full chức năng bộ này. EQ dàn nháy mặt rất là đẹp. Đấy, gân thì em sẽ thay. 2,8 triệu em bao ship các bác này. 2,8 triệu bao ship và thay gân, e căng không rách. Đây là một bộ dàn chung của Bioner các bác nha. Được rất nhiều anh em ưa chuộng.
Bộ già này thì tổng thể là chiều cao là khoảng gần 50. Đấy. Và chiều ngang á, cả bộ á, thì khoảng 45 các bác. 45-50. Mặt mũi đẹp, đằng sau là bằng cũng đẹp các bác nhá. Đấy, các bác cứ Zalo cho em thì em chụp em gửi qua cụ thể. Cái này hơi nặng em không xoay được. À, kết thúc video ngày hôm nay thì em lên mã số 18 các bác này. Em lên một bộ đôi của 5.1, đi đúng model luôn các bác nhá. Bao gồm là một con súp và một cái đầu. Đây là con súp Ogio này, 155 điện này, nặng lắm các bác. Đây. Bác chịu khó rung rung một tí em quay. Đấy, cái này là đi nguyên bộ của nó nhưng mà không có loa con. Nếu các bác muốn lấy loa con á thì lấy mấy cái loa của khác model cũng được ở trước nha. Trước mã số 1, mã số 2 ấy, nhưng mà nó không có đầu các bác, không có center các bác nha. Đấy thì gắn con này thì rẻ thôi các bác này, nó đi đồng bộ như thế này thì rẻ thôi. Em bán không bao gồm linh kiện. Mấy cái cổng này ví dụ như xanh này nè, các bác lắng gắn một cái cổng, một cái đầu bông sen vào cái cổng xanh ở dưới này. Xanh màu này thì các bác kéo lên xanh màu này. Màu tím này thì kéo vào màu tím. Màu trắng đục này thì kéo vào màu trắng đục này. Màu trắng trong này thì kéo vào màu trắng trong này. Đấy, là coi như là đủ 6 dây. Dây này thì nó có nhiều loại dây, dây rời, dây cụm 6 là có luôn các bác nha. Xong đó rồi 6 xanh con loa thì đây nó có đề hết các bác nè. Trắng đen này, xanh này là mốc này, thì sẽ gắn vào những đúng loa của nó là có xanh, có trắng, có đỏ, có đen giống như vậy luôn. Là các bác nha. Và cổng, một cổng lệnh bằng một đầu 3.5 vào trong này. Lệnh trên này xuống. Đây các bác này. Súp này, wow này, còn cho lệnh cái này cắm một cái đầu 3.5, một cái đầu 3.5 vào đây thì là nó sẽ mở nguồn lệnh xuống các bác nha. Dòng này là của Ogio SYA155, sử dụng điện 100V, 45W của Malaysia sản xuất. Đây các bác, đây là một bộ đôi. Đấy, hàng là vuông thành mà sát cạnh. Đấy, màn hình xanh. Bác nào lấy một bộ này thì 1.6 triệu em bao ship các bác nha, bao gồm súp. Rồi lấy loa con, thiếu center thì lấy ở mã số 2. Thì tùy các bác. Đấy. Lấy 4 con loa con. Mua thêm một con center nữa là được. Và kết thúc video ngày hôm nay. Một lần nữa cho em gửi lời chào giống như lời chúc đến tất cả các anh em. Em xin kết thúc video này các bác nha. Hẹn các bác lại ngày mai ạ.